Các bạn thân mến, ai cũng biết rằng chất đạm chính trong các món ăn chay hầu hết từ đậu hũ hoặc là nấm. Hôm nay chúng ta kết hợp cả nấm lẫn đậu hũ làm một món ăn mới, đó là món đậu hũ cay sốt nấm. Và để thực hiện được món đậu hũ cay sốt nấm, chúng ta chuẩn bị như sau. 3 miếng đậu hũ trắng, 1 cây nấm cây, 1 quả cà chua, boa rô bằm, ớt bằm, gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, đường, tương cà ketchup và một ít bột chiên giòn. Khi làm món này, các bạn chọn mua đậu hũ ở các cửa hàng đậu hũ gia truyền. Còn nếu không ở chợ thì các bạn mua loại đậu hũ mềm, chứ tôi không nói là đậu non. Mềm tức là các bạn bóp cái miếng đậu hũ, các bạn thấy nó giống như thế này, cái độ đàn hồi của nó rất là rõ. Còn có một loại nữa là nó sẽ cứng, thì khi mà các bạn bóp vào đó, các bạn thấy rằng cái miếng đậu hũ nó không có được giống như thế này. Thì chúng ta không chọn loại đấy, vì loại đấy chiên sẽ không béo. Còn nếu mà đậu hũ mềm, tức là đậu hũ non đó, thì kích thước của nó thường là hình vuông và cao, rất là trắng và rất mềm. Chúng ta chỉ cần đụng nhẹ thôi là nó đã vỡ rồi. Giờ đây tôi chỉ sử dụng đậu hũ mềm. Các bạn sẽ cắt hình vuông. Chúng ta sẽ lấy một cái tô, cho bột chiên giòn vào trong tô. Chúng ta sẽ lăn đậu hũ. Chuẩn bị sẵn một chảo dầu và chúng ta đun sôi. Các bạn có thể thử xem dầu đã sôi chưa, bằng cách cho một tí bột vào và bột nó nổi hết lên là dầu sôi. Các bạn lăn đậu hũ và chúng ta sẽ chiên. Khi thả đậu hũ vào chiên để tránh tình trạng dễ bị phỏng. Thường thì chúng ta bỏ vào chiên, chúng ta cứ bỏ vào chính giữa. Kể cả với những người nội trợ rất là bình thường, ngày nào cũng làm bếp, nhưng mỗi lần chiên cái gì cũng rất là sợ. Thành ra là cứ sợ dầu dính vào tay, thả rất là nhanh. Thậm chí thả cao thì dầu nó sẽ phải bắn. Các bạn đừng có sợ, chúng ta sẽ cứ thả ở cạnh cái chảo. Và phần thực phẩm muốn chiên sẽ tuột theo thành chảo xuống, hạn chế phần dầu bắn lên tay. Trong khi đợi đậu hũ chín, chúng ta sẽ chuẩn bị phần nước sốt. Lúc nãy là tựa đề của món ăn này là đậu hũ cay sốt nấm, cho nên là bắt buộc chúng ta phải có nấm. Ở đây tôi sử dụng nấm cây. Các bạn sẽ làm phần nấm cây này, cắt nhuyễn. Bây giờ đến cà chua, các bạn chọn những quả cà chua chín đỏ, vẫn để nguyên hột, và bây giờ chúng ta sẽ cũng băm nhuyễn. Khi đậu bắt đầu nổi lên là chín, chúng ta chỉ đợi cho chín vàng. Trong khi đợi đậu hũ chín vàng thì chúng ta chuẩn bị làm sốt. Tôi nhắc lại, phần nước sốt sẽ gồm cà chua, nấm, chúng ta đều băm nhỏ, ba rô, ớt. Gia vị sẽ gồm nước mắm, hạt nêm, đường và tương cà ketchup. Giờ chúng ta để chảo nóng và chúng ta cho vào đây một ít dầu. Trước hết chúng ta xào qua rô. Sau đấy xào cà chua. Bây giờ chúng ta sẽ cho tương cà ketchup. Tiếp tục cho gia vị nước mắm. Hạt nêm. Đường. Và ớt bằm.
Khi cà chua chín, chúng ta sẽ cho nấm. Trong trường hợp các bạn muốn phần sốt này có màu đỏ thì chúng ta có thể cho một ít màu dầu điều. Nhưng mà ở đây thì tôi sử dụng màu tự nhiên của cà chua. Đậu đã vàng đều, các bạn sẽ vớt ra và cho ngay vào trong nước sốt. Sẽ đảo đều. Bây giờ chúng ta để lớn lửa và đảo đều để cho nước sốt bám vào miếng đậu. Sau đấy chúng ta tắt bếp và các bạn cho ra đĩa. Món ăn này phải dùng thật nóng, là vừa làm xong ăn liền, thì đậu vẫn còn đang giòn và nước sốt nóng sẽ bám vào trong cái miếng đậu, sẽ rất là ngon, có vị cay nhẹ. Các bạn thân mến, chỉ hơi mất công một chút xíu trong việc chúng ta chiên đậu hũ, còn phần nước sốt thì làm rất nhanh. Chúng ta lại vừa thêm được một món đậu hũ ngon để thực hiện trong những món chay hàng ngày. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Món Chay lần sau.